Con mình vào trong kia chơi nhá. Anh ơi, khu vui chơi em đóng cửa rồi ý. Ờ, anh thấy mọi người vẫn vào chơi bình thường mà. À, thì khu vui chơi của em ấy, làm gì anh làm gì có tiền mà vào. Thôi anh về đi. Ô hay nhỉ, khu vui chơi công cộng mọi người vào vẫn bình thường, tại sao anh không được vào nhỉ? Em mời anh về cho. Anh mà không về em gọi bảo vệ em đấy. Tôi sẽ không bao giờ vào đây nữa. Tôi tặng cô một câu: đừng bao giờ khinh thường người khác. Này, còn muốn vào trong kia mua đồ không? Đi. Anh ơi, quán em đóng cửa rồi anh. Tại sao cửa hàng lại đóng cửa? Ờ, thì em vừa mới đóng. Mà anh mặc ăn mặc từ nhà quê, làm gì có tiền mà mua đồ. Thôi, anh đi ra khỏi quán em đi. Sáng ra anh vào quán em. Này, mặc đồ không liên quan gì đến có tiền hay không nhá. Nhà quê. Thì về nhà, mua mấy đồ đẹp cho con nhá.
Tôi không đến đây để mua đồ. Tôi tặng cô một câu: đừng bao giờ khinh thường người khác. Váy đẹp quá, mai chúng mình đi dã hội đi. Chị ơi cho em đi dã hội cùng với. Đồ đã quên, mày đi ra đi, tao không cho mày đi cùng đâu. Bố ơi, các bạn chơi con. Các bạn không chơi với con à? Không ạ. Được rồi, để bố may cho con một bộ quần áo thật đẹp, cho đi chơi với các bạn nhá. Vâng.